Sau đó thì gửi thêm 1.000 mấy binh sĩ nữa. Và gần đây con số còn có thể tăng. Sau khi Nam Hàn đã cảnh cáo và gửi thông điệp cho thế giới biết, thì sau vài ngày, Ukraine đã lên tiếng. Ukraine đã xác nhận qua tình báo do vấn đề chiến trường và thấy sự hiện diện của những binh sĩ của Bắc Hàn. Và sự cáo buộc của Ukraine lên tiếng một cách mãnh liệt. Trong khi hai quốc gia lên tiếng thì Nga đã hoàn toàn không chấp nhận, cho rằng là những bản tin bịa đặt, Bắc Hàn cũng vậy. Nhưng ngày qua ngày, sự thật cũng đã phơi bày, những bằng chứng đã cụ thể đã thấy rõ là sự hiện diện binh sĩ của Bắc Hàn ở tại Nga. Và ngày hôm nay, cuối cùng, Liên minh NATO và cả Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng chính thức sự hiện diện của Bắc Hàn. Sau nhiều ngày do dự, điều tra tỉ mỉ, thì NATO đã công bố chính thức, cũng giống như Hoa Kỳ đã công bố chính thức, rằng là binh sĩ của Bắc Hàn đã đến chiến trường Ukraine. Các quý vị biết là cái vấn đề này khá là nhạy cảm, nên là vừa qua thì Nam Hàn họ đã chia sẻ thông tin, Ukraine cũng chia sẻ, nhưng mà NATO và Mỹ chưa có khẳng định 100%, vẫn nằm trong cái giai đoạn kiểm duyệt, xem xét có thật hay không. Và bây giờ sự thật đã phơi bày. Vậy thì những cái câu hỏi kế tiếp mà chúng ta sẽ đặt, NATO sẽ làm gì? Cái điều đó là cái điều mà chúng ta đang cần đặt, là NATO sẽ có biện pháp gì, ứng phó gì? Về vấn đề quân sự thì hiện bây giờ chưa rõ. Chắc là chúng ta phải chờ đợi cái buổi họp vào cuối tháng 11 ở Liên minh NATO. Chắc chắn là chúng ta sẽ biết được ai là tổng thống ở tại Hoa Kỳ. Nên là Huyên nghĩ là tất cả những cái sự quyết định lớn đều phải chờ đợi bầu cử của Mỹ. Nên là hiện bây giờ thì cái sự việc là biết rồi, chắc chắn rồi, khẳng định luôn rồi. Nhưng mà làm cách nào ngăn chặn cái điều đó? Thì ngày hôm nay Ukraine họ đưa ra một cái sáng kiến. Mà cái sáng kiến này thì trong diễn đàn của chúng ta cũng đã từng tâm tình rồi. Ngày hôm nay thì Ukraine đã chiêu mộ, Nguyên phải dùng là chiêu mộ binh sĩ Bắc Hàn đầu hàng, kêu gọi binh sĩ của Bắc Hàn muốn không chết trên chiến trường, muốn tìm một cái đất thứ ba để định cư và xin tị nạn, thì Ukraine sẽ mở cánh cửa tự do cho họ bằng cách đi xin tị nạn qua đường Ukraine và đến những quốc gia khác, bằng cách bỏ súng đầu hàng. Còn nếu có lòng tốt thì cầm súng cho Ukraine. Lựa chọn sao cũng được. Cánh cửa thứ ba đã mở cho những binh sĩ số phận đen đủi của Bắc Hàn bị ép buộc gửi đến đất nước Nga mà cầm súng. Chắc các vị biết là gửi đến nước Nga đó, nó không phải là bởi vì cái tình thương mến thương anh với em ban giao tốt đẹp gì. Vì tiền thôi. Vì tiền. Kim Sung Un gửi binh sĩ đánh thuê cho Nga là vì đồng tiền. Vì Putin trả tiền với một con số tiền khá là cao theo những tình báo. Và Putin còn định mua thêm, mướn thêm nữa. Con số có thể tăng đến 60.000 binh sĩ của Bắc Hàn. 60.000 binh sĩ theo những nguồn tin đến từ Nam Hàn cho biết. Có thể đạt đến con số đỉnh điểm là 60.000 binh sĩ. Hiện bây giờ khoảng tầm 12-13.000. Và con số bắt đầu có dấu hiệu tăng trong những ngày kế tiếp. Thì hiện bây giờ những ai bị ép buộc cầm súng cho Nga, muốn đầu quân hay là muốn tìm cái cánh cửa thứ ba tự do và không muốn chết trên chiến trường cho Nga, thì có thể liên lạc, liên hệ với một trang đặc biệt dành cho binh sĩ Bắc Hàn. Ukraine mới vừa thành lập ra một cái trang mạng đầu quân, bỏ súng xuống tìm lại hòa bình, dành đặc biệt cho những binh sĩ của Bắc Hàn, các quý vị. Thì đầu tiên nhất, đây là cái chiến lược mà Nguyên đã từng chia sẻ. Vì cái chiến lược này vừa qua thì Nga đã thất bại rất là ê chề, bởi vì binh sĩ của Nga đã đầu quân cho Ukraine hay là trốn xin tị nạn rất là nhiều. Đó. Nên là đây là một cái chiến lược mới mà Ukraine họ làm. Nguyên nghĩ là nó cần thiết trong cái giai đoạn sắp tới, khi có thể là Bắc Triều Tiên còn gửi binh sĩ trong cái thời gian mà NATO chưa đưa ra cái quyết định ứng phó như thế nào.
Trong nguyên nói là NATO phải đợi bầu cử của Mỹ, tất cả mọi vấn đề Nguyên nghĩ là nó sẽ bị chậm lại trong cái sự quyết định của đồng minh. Nó sẽ chờ bầu cử của Mỹ rồi mới đưa ra cái quyết định. Biết tân tổng thống là ai và cái đường lối chính trị như thế nào, thì họ mới có những cái biện pháp để mà áp dụng. Đây là bản tin đầu tiên. Nói về Bắc Hàn, thì chúng ta phải nói về Nam Hàn. Ngày hôm nay tổng thống Nam Hàn, ông ta đã có một cái lời thông điệp khá hay đó. Nguyên phải dùng một câu khá hay đó. Vì lâu rồi ông ta không nói về Ukraine. Ông ta nói rằng cái vấn đề mà Bắc Hàn đã gửi binh sĩ cho Nga, đó là cái vấn đề không thể chấp nhận được. Và Nam Hàn cũng không thể khoanh tay làm yên, không can thiệp vào. Cái điều đó hiện bây giờ Bắc Hàn đang gieo lên cái sự hoang mang, hỗn loạn, cái trật tự an ninh trên cả toàn cầu. Và chúng tôi cũng có một vai trò và có trách nhiệm. Theo nguồn tin của Kiev cho biết, hiện bây giờ thì Nam Hàn đang họp và đang xem xét phải như thế nào. Trong những cái kế hoạch của Nam Hàn có thể sẽ gửi vũ khí yểm trợ cho Ukraine. Trung Nguyên nói là Nam Hàn là cái quốc gia sản xuất vũ khí trong những quốc gia, trong 10 quốc gia sản xuất vũ khí trên thế giới. Và cái kho vũ khí của Nam Hàn nó không hề nhỏ. Nhưng mà Nam Hàn vẫn chưa có cung cấp một viên đạn nào cho Ukraine hết. Có thể bởi vì cái hành động của Bắc Hàn nó sẽ làm cho Nam Hàn sẽ có sự thay đổi. Và cái điều đó ngày hôm nay thì tổng thống của Nam Hàn đã có một sự lên án và lên tiếng rất là mạnh mẽ. Là cái sự hiện diện của Bắc Hàn ở tại cuộc chiến tranh Ukraine và Nga, nó làm cho cả thế giới nó hỗn loạn và cả thế giới phải có trách nhiệm và có thể hành động để đối phó với Bắc Hàn. Quý nó nói rồi, cái lằn ranh đỏ Bắc Hàn đã giẫm nát và cái ác nó sẽ trồi lên. Và cái điều này nó sẽ rất là nguy hiểm trong tương lai để tìm biện pháp để giải quyết ổn thỏa. Thì ai cũng đang muốn là chấm dứt cuộc chiến tranh vào năm 2025. Muốn làm sao giữa Putin và phía bên chính quyền của Zelensky có thể có một cái cuộc đàm phán công bằng và hai bên đều chấp nhận cái cuộc ngừng chiến. Nhưng thấy sự hiện diện của Bắc Hàn thì cán cân quân sự nó đã chênh lệch, thì Putin lấy cái cớ gì hay là muốn sao để mà đàm phán? Putin còn muốn nhiều hơn nữa, muốn đất đai, muốn nhà cửa, muốn nhiều hơn khi vị thế của mình tốt hơn. Và bây giờ thì NATO đầu tiên nhất làm cái gì? Đặc biệt là những cái ngày cuối nhiệm kỳ của bác Joe nhà ta. Những cái ngày, bởi vì nó cũng cận kề các cái vị vài tháng nữa thôi. Thì bác Joe nhà ta không còn là tổng thống Mỹ nữa, tổng thống điều hành nữa, mà là cựu tổng thống tương lai. Thì bác Joe nhà ta đã cùng với G7, 7 quốc gia hàng đầu của thế giới, Trung Nguyên mạng phép nhắc tên. Nhiều khi chúng ta nghe G7 mà chúng ta không nhớ hết. Mỹ, đó, Canada, Anh Quốc, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản. G7, 7 quốc gia liên minh về vấn đề kinh tế. Sau khi xem xét về tình trạng của Ukraine và thấy rõ được là tình trạng của Ukraine cần kinh phí và tiền bạc, sau một thời gian rất là dài do dự, G7 đã đưa ra cái quyết định táo bạo, đó là sẽ cho Ukraine mượn với con số tiền gần, nguyên cho là 50 tỷ Mỹ Kim. 50 tỷ Mỹ Kim. Và riêng biệt về Hoa Kỳ, Hoa Kỳ, một mình Hoa Kỳ cho 20 tỷ, còn những quốc gia, 6 quốc gia còn lại phải đóng góp với một con số tiền là 30 tỷ, tổng cộng là 50 tỷ. Thì chúng ta nói mượn nợ là phải trả nợ, đúng không? Không phải giống như Nguyên mượn nợ là Nguyên có trả lắm. Nguyên quịch, tại Nguyên mau quên chứ. Chứ không phải Nguyên của người của Nguyên, không phải là không có trả nợ đâu. Chỉ nhớ Nguyên không có tốt. Thiếu nợ ai Nguyên mau quên lắm. Đó, mà người ta kiếm Nguyên cũng khó lắm. Tại vì Nguyên đi đó đi đây hoài, Nguyên đâu có ở một chỗ. Đúng không? Đâu có ai mà rảnh đòi tiền Nguyên mà đi bay máy bay theo Nguyên đâu. Đúng không? Nguyên đâu có ở một chỗ. Cứ mà Nguyên về họ cũng không biết chừng nào Nguyên về, mà Nguyên đi chừng nào họ cũng không biết Nguyên đi. Đó, cái khổ là mình không có nhớ. Đó, cái khổ của chú và anh chị. Nên là thiếu nợ và có giấy tờ, có luật pháp thì phải trả tiền. Nhưng mà chúng ta đều biết cái nền kinh phí của Ukraine hiện bây giờ đang gặp khó khăn, tiền ở đâu mà trả. Nên là G7 đã đưa ra một cái ý kiến rất là tuyệt vời cho Ukraine. Anh không cần trả tiền. Tôi sẽ lấy tiền lãi đóng băng của Nga trên thế giới mà trả dần cho anh.
đó. Các quý vị biết là tài sản của Nga đóng băng trên thế giới giá trị chung chung khoảng tầm 300 tỷ. Con số có thay nhiều hơn. Và bây giờ thì cho tiền trước, thì cái số tiền nhà băng các quý vị nghĩ thì bỏ 100 tỷ lời trong nguyên nó 5% thôi. Vâng. À, thì chúng ta cũng có 5 tỷ rồi, có 200% thì chúng ta có 10 tỷ rồi. Chỉ cần 5 năm lấy cái số tiền lời của Nga cũng đủ trả lại cho phía bên G7 đã cho mượn. Nên là Ukraine được cho mượn nhưng người trả tiền là Nga. Wow. Phải nói lên vậy, Ukraine là người được cho mượn tiền mà người trả tiền là tài sản của Nga. Bây giờ thì Nguyên thấy Liên minh châu Âu và NATO đã bắt đầu quyết định bước vào trong một cái giai đoạn mới, đó là cái giai đoạn dùng tiền Nga để quýnh với Nga. Cái này nó mới thấm nè. Đánh như Putin như vậy nó mới đã nè. Đường nào Putin cũng lỗ hết. Putin bây giờ dù có Bắc Hàn hay là có cái lực lượng nào, Putin cũng phải trả tiền cho người ta, thuê người ta. Đâu có ai đánh miễn phí cho Putin đâu. Đâu có ai bỏ mạng cho miễn phí đâu. Rồi bây giờ là lực lượng viện trợ không lấy tiền của mình nữa, bây giờ lấy tiền cho Ukraine mượn và cứ lấy tiền lời của Nga giam giữ ở đó, lấy tiền lời để trả dần trở lại. Và như vậy thì một cái đoàn đau đớn cho Putin nữa, một cái đoàn rất là đau đớn, rất là buồn cho Putin. Khi lúc đó Putin đang họp, các vị biết Putin có cái buổi họp ở tại đất nước Nga, tổ chức break, có nhiều sự tham dự của nhiều nhà nguyên thủ quốc gia, đặc biệt là có Tập Cận Bình, có Thủ tướng Phạm Minh Chính, có Tổng thống Brazil, có Thủ tướng Ấn Độ, có ông Guterres, Tổng thư ký của Liên minh NATO, nói chung là có nhiều lắm. Thì cái sự hiện diện của Nga đang họp ở tại đất nước Nga, nhiều nguyên thủ quốc gia như vậy, và những tin xấu nó ồ ạt nó đến. Tin xấu châu Âu, ngày hôm qua là 30 tỷ. Đúng không? Châu Âu 30 tỷ. Và ngày hôm nay G7 quất một cái 50 tỷ. Vậy là theo cái bài toán đơn giản top lớp 1 trường làng của Nguyên thì là Ukraine cũng có thể thở phào được một năm. Nếu cái viện trợ khác nó có đến chậm trễ đi nữa, viện trợ khác đó là viện trợ của Hoa Kỳ, có chậm trễ đi nữa, không biết tân tổng thống là ai và cái đường lối chính trị ngoại giao như thế nào, thì Ukraine cũng có thể cầm cự được một năm mà không quá lo lắng. Không quá lo lắng. Đánh chiến tranh là phải nói tiền. Thời buổi bây giờ có thật mới giật được đạo. Không có tiền không ai đầu quân cho mình hết. Đi lính cũng phải trả lương, chứ không phải là bảo vệ non sông mà không có lương, không thể nuôi được gia đình các quý vị. Đó là bản tin liên quan đến sự việc số tiền mà được nhiều người chia sẻ của ngày hôm nay. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật một chút xíu bản tin của Bắc Hàn tiếp tục nữa. Theo nguồn tin cụ thể của Nam Hàn cho biết thì mấy ông Bắc Hàn rất là bạo gan, không chỉ đơn giản là gửi binh sĩ bộ binh không, còn gửi không quân nữa. Mấy anh lái máy bay nữa chứ. Gửi mấy anh lái máy bay nữa. Nguyên không biết gửi mấy anh lái máy bay để làm gì, khi lúc đó binh sĩ của Nga còn không dám lái. Nguyên không biết Kim Jong Un có hiểu được là tại sao mà máy bay phi cơ của Nga không bay trên bầu trời của Ukraine không? Mà Nguyên không biết là phi công của Bắc Triều Tiên có bao nhiêu mà bổ sung giúp đỡ Nga còn gửi những anh phi công đến nữa. Chính phi công của Nga còn không dám bay máy bay mà. Một số lượng phi công, con số không rõ là con số là bao nhiêu, nhưng mà yểm trợ cho Nga về vấn đề không phận gửi phi công theo tình báo của Nam Hàn cho chúng ta biết. Nhưng mà Nguyên nói rồi, mấy anh phi công nó thì số phận của ảnh nó xấu lắm, tệ lắm. Nói chung, trong cuộc chiến của Ukraine và Nga là một cái cuộc chiến đẫm máu. Con số ca tử vong của Nga không, gần 3 năm vừa qua nó đạt đến 600 mấy ngàn rồi. 600 mấy ngàn. Các quý vị nghe không nhầm đâu, 600 mấy ngàn chết và bị thương đó là con số người ta kêu là những binh sĩ không thể tác chiến được. Một con số khủng khiếp. Thì bây giờ Bắc Hàn có gửi binh sĩ đi nữa, thì các quý vị cũng biết là lính đánh thuê lúc nào cũng bị đối xử một cách ngược đãi và lúc nào cũng bị đưa lên chiến trường những cái nơi nguy hiểm nhất.
Thì cái này nó không tránh khỏi các cô chú và anh chị. Cái này nó không tránh khỏi cho phía bên Bắc Hàn trong những ngày kế tiếp. Đây là bản tin nho nhỏ mà Nguyên bổ sung về vấn đề Bắc Hàn nếu không Nguyên quên. Và bây giờ để cho Nguyên bấm này, Nguyên lúc nãy Nguyên thấy có một cái bản tin cũng khá hay mà lúc đó là Nguyên chưa có thời gian tài liệu Nguyên đọc cho các quý vị. Nguyên đã lấy đâu rồi? Nó chạy đâu mất tiêu rồi. Nó chạy đâu mất tiêu rồi. Hiện bây giờ theo nguồn tin cụ thể cho biết là đại biểu dân biểu của phía bên Đức nước Nga mới vừa bỏ phiếu thành công với con số là 314 lá phiếu đồng ý để mà tăng cái số tiền trong quốc phòng lên. Hiện bây giờ an ninh của Nga sẽ tăng thêm 30%. Đây là mới cái báo cáo cụ thể cách đây không lâu. Chỉ có 178 người đã phản đối. Và có nghĩa là chúng ta thấy được là Nga cũng đang muốn tiếp tục tăng cường quân lực để tiếp tục cuộc chiến. Ngày hôm nay thì trong cái buổi họp break, Bắc Putin nhà ta có một cái lời giọng điệu rất là mai mỉa. Rất là mai mỉa, nhắm vào Ukraine là một và nhắm vào phương Tây là hai. Tuy rằng ông ta không nêu lên rõ là phương Tây, nhưng mà cái giọng điệu của ông ta là như thế này. Ông ta nói, ôi ơi, đừng có mơ mà thắng tôi trên chiến trường. Đừng có mơ, xưa diễm, hiện bây giờ tình trạng cuộc chiến chúng tôi đang áp đảo, chiếm ưu thế. Lực lượng binh sĩ Nga của chúng tôi đang thắng đất đai ở tại khu vực Donbass. Chúng tôi đang ở trong cái vị thế tuyệt vời mà các ông, các bà muốn thắng tôi nằm mơ như ban ngày. Đây là cái giọng điệu của Putin ngay trong cái buổi họp break, ra họp báo khi người ta hỏi về vấn đề chiến sự thắng bại như thế nào. Đó, thì Putin cho rằng là mấy ông bà ở bên phương Tây nằm mơ ban ngày. Vậy chiến trường nó như thế nào? Tình trạng chiến trường nó có tốt giống những gì Putin đã chia sẻ hay không? Cho Nguyên nói thật là trong thời gian gần đây, 3-4 ngày gần đây thì Nga có những cái chiếm ưu thế. Nga có lấy được vài ngôi làng ở những khu vực sườn miền Đông mà chúng ta đều biết. Và Nga cũng có phản công một cách kịch liệt ở khu vực Kết, đánh lùi lại Ukraine mà Nga đang nỗ lực. Nhưng mà những cái thành công đó so với sự mất mát thì nó như thế nào? Nó là một cái thảm họa. Nguyên phải dùng một cái câu là một cái thảm họa. Vì những cái ngôi làng mà Nga lấy là những ngôi làng nó nhỏ, nó không có giá trị về chiến lược. Và những ngôi làng đó nó không còn là một cái ngôi làng nữa. Nó là một cái, Nguyên nói là một cái thây ma. Và Nga phải bỏ không biết bao nhiêu ngàn ngàn binh sĩ để lấy được từng tấc đất một. Nó có giá trị không? Khi lúc đó có thể Ukraine phản công lại một cái trong vòng một ngày, cũng giống như khu vực Kết, có thể lấy lại trọn vẹn. Nên là chiến trường chưa chấm dứt, chẳng ai biết thắng ai bại cả. 30 chưa phải là Tết. Bữa nay anh chiếm ưu thế, ngày mai anh bại trận lại chẳng chăng, không ai biết được. Nhưng mà Putin hiện bây giờ đang thắng nên có quyền nổ, thì để cho ông nổ đi. Bữa nay ổng đang ở trên ưu thế, ổng có được đồng minh Bắc Hàn yểm trợ nữa, ổng đang khí thế, ổng đang tân bừng lên. Nhưng mà vài ngày nữa NATO sẽ dán cho ổng một cái đoàn, rồi Liên minh châu Âu sẽ dán cho ổng một cái đoàn, rồi lúc đó ổng sẽ bớt nổ lại các cái vị, bớt nổ lại thôi. Như bữa nay thì ổng nổ, bữa nay thì ổng rất là nổ, khoe mẽ với cái sự thành công lực lượng binh sĩ của mình với những cái quốc gia tham dự ở tại đất nước Nga, đặc biệt là những quốc gia thân Nga, trong đó có Việt Nam chúng ta. Đây là bản tin liên quan đến sự khoe mẽ của Putin của ngày hôm nay, nói một cách rất là hùng hồ và một sự châm biếm dành cho phương Tây, đặc biệt là nằm mơ ban ngày, muốn thắng tôi trên chiến trường. Và bây giờ thì cho Nguyên tiếp tục chia sẻ cùng cô chú và anh chị em bài phát biểu của ông Tập Cận Bình và Tổng thống Lula sau khi kêu gọi cái sự việc tìm một ủng hộ cái vấn đề mà đàm phán hòa bình. Thì ngày hôm nay tiếp tục hai nhà lãnh tụ trong những quốc gia mà được có uy tín, Trung Quốc và Brazil, trong cái buổi họp break.
thì ông Tập Cận Bình đã lên tiếng rằng đó là chúng ta không muốn cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga tiếp tục leo thang. Đến mức này là đã quá nhiều rồi. Đây là một cái lời nói có thể là Putin sẽ không hài lòng. Ông Tập Cận Bình cho rằng là tình trạng của cuộc chiến nó phải ở trong cái phạm vi kiểm soát. Nếu chúng ta để tiếp tục cái tình trạng leo thang tiếp thì nó sẽ vượt qua cái lằn kiểm soát đó, thì sẽ khó thể nào khống chế và không thể nào đàm phán được. Cái lời nói của ông Tập Cận Bình đang có một sự mỉa mai nhắm vào Putin. Vì khi đó Putin đã kêu gọi sự giúp đỡ đến từ Bắc Hàn. Cái điều này nó đã làm cho cái trật tự an ninh và trong tương lai có thể một cái quốc gia thứ ba hay thứ tư, thứ năm, thứ sáu nào đó có thể tham gia trong cái cuộc chiến này. Nên cái điều đó thì Trung Quốc đã không thấy hài lòng. Đến ngày hôm nay Trung Quốc mới kêu là các anh đánh chiến tranh tôi không có phản bác, nhưng nó phải nằm ở trong một cái lãnh vực kiểm soát. Và chúng tôi thấy tình trạng của Ukraine và Nga nó đã bắt đầu vượt qua cái lằn ranh đỏ và kiểm soát rồi. Nó phải có một cái trật tự. Giảm bớt đi. Giảm bớt đi anh Putin. Thấy cái giọng điệu của Tập Cận Bình là không hài lòng với Putin, cái sự hiện diện của Bắc Hàn ở tại trong cuộc chiến này rồi. Trung Nguyên nói, cái sự việc mà Nga bắt tay với Bắc Hàn, Trung Quốc không bao giờ vui hết. Vì các vị biết cái tâm lý của những cái đàn anh đại ca đó, ê, đó là đàn em của tao. Ê, mày vô mày giành đàn em với tao hả? Ê, thằng đó là em của tao. Đàn em của tao. Mày giành nó với tao sao? Đó. Cái giọng điệu là như vậy. Và bây giờ thấy cái sự gần gũi giữa Bắc Hàn và Nga đã làm cho Tập Cận Bình không quá hài lòng. Nên là ngày hôm nay có một cái lời vừa nói hòa bình, vừa gửi thông điệp cho Putin rằng, ê, đừng quá. À. Thì đây là một cái giọng điệu của ông Tập Cận Bình ngày hôm nay trong cái buổi họp break, cũng là trong những lời ít khi nào lên tiếng về vấn đề của Ukraine hay là kêu gọi giảm bớt căng thẳng với trực tiếp như vậy. Ngoài ra thì Liên minh châu Âu cũng lên tiếng trong cái chung dịp này. Liên minh châu Âu kêu gọi là ngay lập tức vấn đề của binh sĩ của Bắc Hàn phải ngừng ngay lập tức cái điều đó. Và kêu gọi là Putin phải tìm ra một biện pháp ngồi lại hòa bình càng sớm càng tốt. Tất nhiên là lời kêu gọi của Liên minh châu Âu đối với Nguyên nó không có tác dụng. Nói chuyện với Putin mà nói về đạo lý nhân nghĩa thì nó không có tác dụng với Putin. Putin là quanh đa cu nheo thôi. Các quý vị biết rồi đó, quanh đa cu nheo là quýnh đa cu nheo đó. Putin là phải nói trên chiến trường. Nói chuyện với Putin là phải đàm phán với vũ lực. Phải phô trương sức mạnh để cho Putin thấy rằng là ai đụng không được. Còn mà nói về nhân nghĩa đạo đức, rồi nói về luật pháp của quốc tế, rồi nói như thế này, nói thế kia, nói cái nền kinh tế rồi, Putin bất chấp. Đó là đối với Nguyên Liên minh châu Âu đã có cái lời khuyên và có lời lên tiếng để mà kêu gọi cái cuộc ngừng bắn càng sớm càng tốt, đối với Nguyên là một sự thất bại. Riêng biệt với Tổng thống Zelensky ngày hôm nay cũng có lên tiếng. Tổng thống Zelensky nói rằng là người ta mới hỏi ông ta là chừng nào ông đàm phán với ông Putin đây. Chứ bây giờ hai ông không có nào chịu nói chuyện hết. Chừng nào mấy ông nói chuyện đấy. Cái kế hoạch của ông là năm 2025. Hòa bình. Nhưng bây giờ hai ông không có ông nào nói chuyện với nhau hết. Thì làm sao đàm phán đây? Đây là một cái câu hỏi thông minh đó. Thì Tổng thống Zelensky nói nó đơn giản lắm thôi. Nếu khi nào mà Nga không còn tấn công hậu cần của chúng tôi một cách bừa bãi, và tôi cảm thấy là Nga không tấn công nữa, đó là một cái dấu hiệu là Nga muốn đàm phán. Và đó là một cái sự biểu hiện tích cực trong vấn đề hòa bình. Tôi sẽ sẵn sàng nói chuyện với Putin. Đó. Có nghĩa là Zelensky đã mở một cái cánh cửa. Chỉ cần là Putin không tấn công hậu cần năng lượng của Ukraine nữa. Và trong thời gian thấy cảm giác là cái tình trạng tấn công sâu trên đất nước nó lắng động. Chiến trường thì vẫn giao tranh như vấn đề lắng động. Thì đó là cái dấu hiệu muốn đàm phán. Thì tôi với Putin sẽ nói chuyện. Thì đây là cách phát biểu của Tổng thống Zelensky ngày hôm nay. Sau khi những báo chí nó chất vấn là hai ông không có ông nào chịu nói chuyện với nhau hết. Làm sao có đàm phán được. Chừng nào ông muốn nói chuyện.
Thì đó là một cái sự việc bản tin liên quan đến bài phát biểu của Tổng thống Zelensky ngày hôm nay. Một bản tin sẽ làm cho các quý vị rất là đặt một câu hỏi: ai sẽ là chiến thắng? Không phải là bầu cử của Mỹ, vì chương trình này Nguyên không nói bầu cử của Mỹ. Chút nữa Nguyên mới nói. Cái điều mà Nguyên mới nói là bầu cử của Belarus sẽ tổ chức vào ngày 26 tây tháng 1 năm 2025. Ai sẽ là tổng thống Belarus? Một cái câu hỏi không cần thiết phải hỏi. Đúng với Nguyên, không cần thiết phải bầu. Nguyên không biết tại sao những quốc gia độc tài đó, họ thích làm màu quá các quý vị. Họ thích làm màu quá. Họ thích làm màu lắm. Cũng giống như là Putin cũng vậy đó, Đức Đức Nga cũng vậy đó. Mình biết là thắng mắt rồi, bầu cử có bầu cử đâu. Có bầu cử đâu, có bầu cử trung thực đâu. Mình biết cái người thắng là ai rồi. Vậy bầu cử làm gì đó, nó tốn kém. Rồi ép dân đi bầu cử làm gì? Ép dân đi bầu cử chứ nó mệt. Vừa tốn tiền, kinh phí, vừa làm màu mè cho thế giới thấy, làm đủ thứ làm chi. Và cái kết quả mình biết người thắng là ai. Dù có bỏ phiếu chống đi nữa cũng biết thắng là ai rồi. Sashenko sẽ ở cả đời, cuối đời Sashenko luôn. Putin cũng vậy. Bây giờ cứ bỏ phiếu, dù bỏ phiếu 1001 lần đi nữa Putin vẫn thắng à. Vì cái người bỏ phiếu nó không quan trọng bằng cái người công bố kết quả. Vì lá phiếu nó chưa bao giờ đếm, nó cũng chẳng bao giờ bận tâm. Nó chỉ cần bỏ phiếu xong giả bộ đếm rồi công bố kết quả. À, Sashenko thắng áp đảo 85%. Đó. Thì đó với Nguyên á, thì tốt nhất là giống như Việt Nam mình khỏi bỏ phiếu. Mấy bác tự bỏ cho nhau. Khỏe. Chứ bên kia bỏ phiếu kết quả nó cũng giống nhau à. Ông này lên đưa bà kia lên, mình tưởng sẽ có sự cạnh tranh nhưng mà thực tế không có. Kết quả nó đều giống nhau thôi. À, tốn công, tốn sức, tốn tiền, tốn bạc của dân dân nữa. Đây là bản tin liên quan đến một bản tin nhỏ nhỏ liên quan đến Belarus mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị để cho các quý vị biết là sẽ có cuộc bầu cử tại Belarus vào tháng 1, ngày 26 tây tháng 1 năm 2025. À, cô chú và anh chị em. Nói về những bản tin xung quanh thì ngày hôm nay Pháp đã đưa ra cái thời điểm để mà sẽ yểm trợ cho Ukraine về số lượng máy bay. Theo nguồn tin của Pháp cho biết là cái quỹ đầu tiên của năm 2025, có nghĩa là vào tháng 3 đó thì Ukraine sẽ nhận được cái lô hàng máy bay đầu tiên đến từ Pháp, 3 chiếc Mirage 2000-5. Đây. Đây là loại máy bay mà Pháp cũng rất là tự hào. Tuy là cái model này á, là trong những model mà tăng, nó không phải là mới, nhưng mà nó cũng là trong những cái model không thua kém gì F-16. Thì vào tháng 3 là Nguyên không hiểu được mấy ông Pháp của Nguyên. Lúc người ta cần thì không gửi. Bây giờ 3 tháng nữa tình trạng cuộc chiến nó như thế nào mà gửi chỉ có 3 chiếc thôi. Cho mười mấy chiếc, nhưng tháng 3 chỉ có gửi cho 3 chiếc à. Tháng 3 có 3 chiếc, tháng 6 thêm 3 chiếc nữa, tháng 9 chắc là thêm 3 chiếc nữa, và tháng 12 là kết thúc, chắc là như vậy. Đây là bản tin nho nhỏ để cho các quý vị biết được là Pháp cũng sẽ gửi máy bay cho Ukraine, nhưng rất là muộn màng. Khi lúc đó thì thế giới đang căng thẳng, tình trạng cuộc chiến trên toàn cầu đang có một sự xung đột nguy hiểm, mỗi quốc gia đều chạy đua với vũ trang, không có quốc gia nào trên thế giới mà không mua vũ khí hết. Những quốc gia mà sản xuất được thì sản xuất với một cái tốc độ thần tốc, công suất 24/24, mở thành lập không biết bao nhiêu hãng xưởng để chế tạo đạn dược và vũ khí. Những quốc gia không chế tạo vũ khí được thì mua vũ khí, đặc biệt là mua vũ khí của nước này, nước kia, đủ thứ nước cả. Cái điều bất ngờ nhất ngày hôm nay đó là Ba Lan. Theo nguồn tin của Ngũ Giác Đài cho biết, thì Ba Lan đã ký hợp đồng với Hoa Kỳ mua một số lượng máy bay, không phải là F-35 mà F-16, với con số tiền giá trị là 7 tỷ ba. Thì Nguyên đặt một cái câu hỏi, tại sao mua F-16 trong cái giai đoạn này, khi tất cả những quốc gia khác đang chuyển sang qua F-35 hết rồi. Ba Lan lại mua một cái lô hàng F-16,
Nguyên tình nghi là cái lô hàng này là yểm trợ cho Uy Khanh, nhưng không nói thẳng, không nói thẳng, muốn đánh một cái đường vòng, muốn đánh một cái đường vòng. Chứ giai đoạn này rồi thì những cái quốc gia mà nguyên mạng Pháp, Đan Mạch nè, chuyển sang qua F-35, Na Uy, F-35, Phần Lan, F-35, Bỉ, F-35, Thụy Sĩ, F-35. Nói chung là những cái quốc gia nào họ có F-16 thì họ muốn bây giờ là một là yểm trợ cho Uy Khanh, hay là bán cho những quốc gia khác để trao đổi với Mỹ và đổi lại mua F-35. Nhưng không biết lý do nào mà Ba Lan đặt vào cái lô hàng 7 tỷ mấy, 7 tỷ 3, con số chính xác là như vậy, mua về F-16. Đối với Nguyên nha, là tình nghi cái lô hàng này để yểm trợ cho Uy Khanh, nhưng họ đi một con đường vòng bởi vì có nhiều vấn đề trong thời gian gần đây về vấn đề yểm trợ vũ khí trong vấn đề nội bộ chính trị của Mỹ hay là vấn đề của NATO đang gặp nhiều phiền phức, nên lợi dụng Ba Lan làm cái cầu nối để có thể yểm trợ Uy Khanh một cách dễ dàng hơn. Nguyên mong là như vậy thôi. Nguyên thấy nó là lạ. Khi lúc đó thì cái kinh phí của Ba Lan có thể mua được F-35. Kinh phí của Ba Lan hiện nay có thể mua được F-35. Trong những năm gần đây thì nền kinh tế của Ba Lan phát triển một cách rất là tốt. Rất là tốt. Có thể nói là Ba Lan bây giờ chỗ nào cũng thấy Ba Lan hết. Công dân Ba Lan đi làm việc ở châu Âu là chỗ nào cũng thấy hết. Và đất nước Ba Lan cũng đang phát triển một cái quy mô cực kỳ là lớn mạnh. Đó là kinh phí đã Nguyên nghĩ là đủ, nhưng không biết lý do nào đó. Đây là bản tin liên quan đến Ba Lan mà Nguyên muốn cập nhật cho các quý vị. Chúng ta nhìn lại một chút xíu tình trạng của chiến trường ngày hôm nay. Theo ngày hôm nay đó thì phía bên Nga đã nổ. Nguyên không biết có thật hay không, bởi vì Nguyên chưa có thời gian kiểm chứng ở tại sân bay làm việc. Nó, các bạn biết làm việc nó phải có một cái không gian á, thoải mái đó, thì cái đầu óc mình làm việc nó mới nhanh, nó lẹ được. Còn Nguyên làm lên bay, xuống bay, lên bay, xuống bay, lên xuống rồi đi phà, đi tò rồi, trời ơi. Đi đâu Nguyên cũng phải lì vô làm việc hết. Nên là nhiều khi những cái bản tin Nguyên không có thể kiểm chứng được. Theo những nguồn tin báo chí của Nga và Việt Nam chia sẻ, thì ngày hôm nay là Nga đã chiếm vào một cái ngôi làng, cái tên gì đó mà Nguyên quên mất rồi. Cho rằng là Nga đã tấn công vào bốn mặt trận mà lực lượng Ukraine phải lùi binh. Có thật gì hay không thì Nguyên không rõ nha. Có thật gì hay không thì Nguyên không rõ. Trên mặt trận chiến trường ở khu vực Donbass, có phải chăng là ngày hôm nay Nga lấy được một ngôi làng nữa? Cái này thì Nguyên chưa chắc, vì Nguyên chưa có khẳng định. Nhưng cái khẳng định của Nguyên đó là tối ngày hôm qua, đảo Crimea nó nổ. Nó nổ 30, chưa đến 30 Tết mà nó nổ quá trời nổ đảo Crimea luôn. Nguyên không biết chuyện gì nó đã xảy ra đảo Crimea. Theo những hình ảnh chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội, trang mạng mà kêu về trang mạng X, rồi trang mạng Telegram của Nga, thì là người dân đã quay nhiều đoạn video tiếng nổ vang trời ở tại đảo Crimea. Thiệt hại thật hư như thế nào thì không rõ. Nghe có thiệt hại nhiều hay không về tính mạng hay là thiết bị quân sự thì vẫn chưa được nêu lên. Nhưng tiếng nổ và hình ảnh thì đã có. Đó là chắc chắn, không có thể là sai được. Nên là cái vấn đề của Nga báo cáo thì Nguyên không biết. Vấn đề của người dân Nga báo cáo thì Nguyên mới biết. Nên là cái điều đó thì Nguyên vẫn còn đang chờ đợi cái điều tra tỉ mỉ hơn để chúng ta tìm hiểu là cái cuộc tấn công của Ukraine và Nga như thế nào. Mấy ngày gần đây thì hai bên đều tấn công lẫn nhau cả, không có bên nào nhường bên nào hết. Những quy mô cũng không hề nhỏ đâu. Các vị biết là Ukraine bây giờ đó họ có khả năng á, họ có điều kiện, đặc biệt là máy bay không người lái, nhiều khi họ tấn công cả 100 chiếc máy bay không người lái một ngày. Và Nga cũng làm tương tự như vậy. Ngày hôm nay thì Nga cũng đã tấn công 40 mấy 50 cái. Bữa trước Nga tấn công cả 100 mấy cái. Thì hai bên đều đáp trả với nhau một cách dữ dội, đặc biệt là nhắm vào tức là hạ tầng của nhau. Và hai bên đều bắt đầu nhắm vào những cái nơi năng lượng, sản xuất năng lượng, sản xuất những thiết bị quan trọng và liên quan đến nền kinh tế của đất nước. Và gần đây thì đáp trả một cách dữ dội. Bên nào cũng có những cái thiệt hại không hề nhỏ hết các quý vị. Không hề nhỏ. Tất nhiên không có bên nào chịu công khai cụ thể và chính xác hết. Bên nào cũng giấu hết. Bên nào mấy ông cũng giấu hết. Không có ông nào mà nói một cái sự thật hết. Nên là nhiều khi những bản tin về thiệt hại là mình phải chờ thời gian ít nhất là một vài ngày
thì Nguyên mới có thể khẳng định được là cái sự thiệt hại nó như thế nào. Nói về cuộc tấn công, và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em cái bước đi kế tiếp của châu Âu và NATO như thế nào. Thì các vị cũng biết đó, chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn rất là đặc biệt, đó là giai đoạn bầu cử tại Hoa Kỳ. Hiện bây giờ chúng ta cũng không rõ được là ai sẽ là tổng thống tương lai trong những ngày kế tiếp. Nên là châu Âu và nói chung là châu Âu đó, và lực lượng NATO đó, họ đang chờ đợi cái kết quả. Và họ cũng đưa ra những cái kịch bản xấu là cái người tân tổng thống kế tiếp không ủng hộ Ukraine. Họ cũng đưa ra kịch bản đó. Nên là thời gian gần đây đó thì họ đang đưa ra những cái biện pháp để mà ứng phó nếu tình trạng chính trị của Mỹ đi theo một cái đường hướng khác, cái đường hướng không yểm trợ, thì họ phải làm như thế nào. Nên là gần đây thì châu Âu đã bắt đầu đưa ra cái kế hoạch. Cái kế hoạch của châu Âu nó không có khó khăn lắm. Đó là sẽ yểm trợ cho Ukraine bằng cách lấy tất cả tài sản của Nga là tài sản đặt cọc. Ngoài ra đưa ra cái kế hoạch của Tổng thống Pháp Macron vừa qua, nếu Ukraine ở trong một cái vị thế bại trận, chúng ta phải bảo vệ một phần lãnh thổ của Ukraine bắt buộc và chúng ta phải tham chiến. Nên là cái cách mà gần đây mà NATO phải ứng phó cho cái kịch bản xấu đó nó cũng có. Tất nhiên là không ai muốn. Các vị nào còn nhớ cái biện pháp mà Tổng thống Pháp của Nguyên không? Đó là gửi binh sĩ đến Ukraine. Nhưng mà ông ta chờ đợi Ukraine bại trận ông ta mới gửi. Nó quái là vậy đó. Chờ Ukraine sắp bại trận thì mới gửi. Để bảo vệ một phần lãnh thổ của Ukraine. Để cho Ukraine không gớt vào trong tay của Nga hoàn toàn. Để cho cái biên giới giữa NATO và Nga nó không quá phức tạp. Cái kế hoạch của Tổng thống Macron cách đây nó rất là lâu. Và cái kế hoạch đối với Nguyên là cái kế gạch cùi bắp. Bây giờ không giúp người ta, chờ người ta bại trận mới chạy vô giúp. Ủa sao kỳ vậy? Lúc đó nó khó khăn hơn nhiều không? Bây giờ người ta đang ở một cái cán cân quân sự nó thăng bằng với Nga. Thì mấy ông không dám. Ngồi đợi mà Ukraine gần bại trận rồi, Ukraine mất gần nửa đất nước rồi, thì chạy vô giúp đỡ. Thì đây là cái kế hoạch của Pháp. Thì các vị biết là những cái kế hoạch như vậy nó không riêng biệt về Pháp đâu. Nguyên nó thẳng luôn á. Ông Pháp ổng đưa ra cái kế hoạch đó, nó không phải riêng biệt vì ông Pháp đâu. Chỉ có điều là bây giờ đó, có thể có những quốc gia khác có dễ dàng tham gia hơn bởi vì cái sự hiện diện của Bắc Hàn. Những cái quốc gia mà họ có thể gửi cho Ukraine, cái kịch bản họ đã chuẩn bị sẵn nha. Ba Lan nè, Litva nè, Estonia nè, đây là những quốc gia, bốn quốc gia mà họ có thể gửi một số lượng binh sĩ cho Ukraine. Thì hiện bây giờ chưa có đưa quyết định gì hết. Nhưng mà đó là trong những cái giai đoạn mà họ đang đàm phán đó. Ở tại châu Âu đó họ có đang đàm phán. Chỉ có điều là Nguyên nói đó, vì họ phải chờ cái quyết định của Mỹ, họ phải chờ ông Mỹ bầu cử như thế nào và đường lối chính trị ngoại giao ra sao. Nên là họ chỉ có ứng phó những kịch bản xấu để mà họ đúng lúc tới giai đoạn đó họ biết cách làm sao ứng phó mà thôi. Nên là chúng ta cũng không quá hoang mang, cũng không quá lo lắng. Và chúng ta vẫn một cái giai đoạn là chờ đợi. Chờ đợi là hạnh phúc. Chờ đợi bắt Trump lên, chờ đợi bà Hillary lên, coi họ hành động như thế nào. Và cái hành động của họ nó sẽ dẫn đến cái kế hoạch của châu Âu và của Nga nó sẽ có sự thay đổi. Và chúng ta cũng chờ đợi vài ngày nữa Nam Hàn có gửi vũ khí cho Ukraine hay không, hay là chỉ nói bằng cái miệng thôi. Hay là chỉ nói bằng cái miệng. Rồi chúng ta sẽ coi NATO có mạnh dạn với Bắc Hàn, với Nga hay không trong những ngày kế tiếp. Vậy thì chúng Nguyên mong các quý vị cùng Nguyên chờ đợi tiếp tục. Chúng Nguyên ngừng chương trình ở đây. Cái chương trình kế tiếp chúng ta sẽ hẹn nhau lại khoảng 20 phút. 20 phút. Thứ nhất là bởi vì Nguyên không có thời gian làm việc. Đó là tài liệu của Nguyên nó không có đầy đủ. Tài liệu nó không có đầy đủ. Thông tin của Nguyên nó không có đầy đủ. Và có nhiều thông tin Nguyên chưa có kiểm. Thứ hai là cho Nguyên uống nước, Nguyên giải lao, Nguyên nghỉ ngơi. Cho Nguyên mạn phép khoảng tầm 20 phút nữa để Nguyên có thể chuẩn bị cho cái hoàn chỉnh hơn cho cái chương trình kế tiếp cho các quý vị. Mong các quý vị chờ đợi khá lâu, thông cảm cho Nguyên ha. Thường xuyên là Nguyên làm vài phút sau Nguyên qua chương trình bên kia. Nhưng bữa nay không được. Nếu làm như vậy thì Nguyên sẽ làm rất là thiếu sót và nó sẽ không hay. Thế là các quý vị chờ đợi một chút xíu. Hẹn các quý vị 20 phút sau trong cái kênh CND Trần Quốc Việt.
và chúng ta gặp nhau với bản tin quốc tế, trong đó tình trạng của Trung Đông, bầu cử của Hoa Kỳ, một chút xíu lặt vặt đó đây, vấn đề khủng bố ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, vài bản tin nho nhỏ ở tại Á Châu và Việt Nam chúng ta. Bye bye các quý vị, chút nữa chúng ta gặp lại.